Cây là cây hoàng nam của gia đình bà con cô bác nha. Cây hoàng nam còn gọi là cây liễu. Cây dùng để chắn gió, chắn bụi. Bà con cô bác tại Bắc Chí Nam ai có nhu cầu trồng cây hoàng nam liên hệ số điện thoại 0919 255 145 hoặc cây giống 4s.com. Cây cao 2,5 m. Cây bao đẹp luôn bà con cô bác nha. Bà con cô bác ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0919 255 145 hoặc cây giống 4s.com. Gần gia đình đang còn rất nhiều cây bao đẹp. Bà con cô bác miền Bắc phía Nam ai có nhu cầu trồng cây hoàng nam, cây liễu liên hệ số điện thoại 0919 255 145 hoặc cây giống 4s.com. Cây hoàng nam là dùng để chắn gió, chắn bụi. Phần gia đình đang còn rất nhiều, bà con cô bác ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0919 255 145 nhé.